anh rồi. Anh là đồ xấu xa, đồ mất lớp. Tự nhiên cô chửi tôi. Anh không nhận ra tôi là ai à? Cô là ai? Nhớ chưa? Ê, vỏ chuối nó đứng yên, cô có chân cô đi sao cô cũng né? Nó nói tôi mất nết. Mất cười quá. Nè, anh sai rồi mà anh còn lý sự lung tung nữa đó hả? Người gì đâu mà kỳ cục à. Ít ra cũng phải như vậy chứ. Cái gì vậy? Coi như xin lỗi nha. Còn mấy cây nhang để mua sao? Nhớ chưa? Trời, nhớ rồi. Nhưng mà bữa nay tôi tới đây là có thành ý. Chẳng lẽ ông này không thích mình? Trời ơi, cha mẹ ơi, ế 30 năm rồi, bây giờ mới có người để ý, phải hốt liền tay mới được. Ông mời anh ngồi. Ngồi đi anh. Đưa hoa đây tôi cầm cho. Cảm ơn anh nha. Tôi có điều này tôi muốn nói với cô. Lâu lắm rồi. Mà bây giờ tôi nghĩ là tôi phải nói. Tại vì trễ rồi, muộn màng rồi, không thể nào không nói được. Tới rồi, tỏ tình rồi. Anh nói đi. Ở đây là nhà anh Hải đúng không? Tôi đồng ý. Đồng ý gì? Có anh Hải ở đây không? Là nhà của anh Hải phải không? Ủa? Hoa hả? Ôi, anh Hải. Hoa của anh nè. Hai người. Anh kỳ quá hả? Em kỳ quá vậy? Trời ơi, cô bị điên à. Là cái người đó là người yêu em hả? Người giao hoa, chị nghĩ cái gì tùm lum tà la vậy? À, là người giao hoa thôi hả? Ừ. Ủa vậy mà chị tưởng. Trời ơi, bà bớt suy nghĩ lung tung đi bà. Khổ ghê vậy á. Vậy là mình giận ế. Bao nhiêu năm rồi, Valentine không có ai mời mình đi đâu hết. Chỉ còn một người đàn ông đích thực đến đây mời mình đi coi phim, mời mình đi chơi Valentine thôi mà. Bây giờ, có một người đàn ông và một hộp sô-cô-la có được không? Vậy là ước mơ thành sự thật hả? Ừ. Hải ơi, có người giao sô-cô-la rồi này nha. Lại là Hải hả? Hải nè. Thôi mà, đừng có buồn nữa. Đây, dép đây. Nè, hỏi thiệt á, tối nay rảnh không? Tôi là FA, cho nên là tối nay Valentine có làm gì đâu mà không rảnh. Thôi, nói chứ nếu mà tối nay không có bận biểu gì á, thì 8 giờ để coi chừng trễ, phim hay lắm. Tối nay 8 giờ hả? 8 giờ. Phim hay lắm hả? 8 giờ nha. Ừ. Vậy là có người mời mình đi chơi Valentine rồi. Ủa, sô-cô-la nè. Người ta giao tới cho em mà hả? Chị sắp có con rồi. Hả? Không phải, có con với ai? Không phải, chị sắp lấy chồng rồi. Cái gì? Không phải. Tối nay có người mời chị đi chơi Valentine rồi. Trời ơi, trai mời bà đi chơi mà bà muốn sinh con luôn rồi à, trời. Chị ít có hẹn hò lắm, cho nên là chị không biết là tối nay chị phải mặc những gì. Chị thôi đi shopping mà. Không, bây giờ chị cần á là phải đẹp. Mà hả, shopping chi, qua shop em nè. Em có đồ sẵn nè. Em sẽ chỉ cho chị mà hả cách mặc đồ đi chơi Valentine sao cho đẹp nhất nha. Đúng rồi, nhưng mà không lấy tiền đúng không? Định thì để coi lại à. Khi mà mình đi Valentine thì mình phải tập trung chủ yếu vô sự nữ tính. Nên thành ra là hôm nay em sẽ chỉ chị mặc sao cho thật là nữ tính trước nha. Đầu tiên là một cái set đồ khá là dễ thương. Thì đó là một cái yếm màu be. Thì màu be là một trong những cái xu hướng cho năm 2018. Khi mà mang cái này thì ở phần trên nó hơi hở. Thì em sẽ phối thêm lại một cái áo màu trắng. Thì nó có một cái chi tiết đó là hở vai. Và cái phần cổ sơ mi nhờ được đem phần xuống dưới thì sẽ tạo điểm nhấn cho cả set đồ như này. Thì khi mà chị mang lên thì nó rất là phù hợp với những người mà có nước da trắng như chị ha. Trời
Qua set thứ hai thì sẽ dành cho những cô nàng sang chảnh hơn một tí, rất là thích hợp để đi những cái buổi chơi đêm với bạn trai. Thì đầu tiên là một cái chân váy bằng vải van như thế này thì sẽ làm cho chị thêm phần nữ tính ha. Cái áo sơ mi màu trắng này thì cái tay này được hở ra và có những cái cột nơ ngay đây thì sẽ giúp chị thêm phần nữ tính và nhẹ nhàng ha. Bao nhiêu lâu để vẫn quen từng ngày, thời gian cứ thế trôi qua mau. Nhưng hôm nay anh đã có một người ở bên em, không lo sợ ai. Và anh biết trái tim anh thật lòng muốn mang em về nơi này. Baby, tin anh đi cho em thấy nụ cười mà anh mang theo mỗi đêm. Vẫn mơ những tiếng yêu kia dù vài lần anh đã mơ. Yêu em thì chẳng cần người phép đâu baby. Giờ anh chỉ yêu em. Set đồ dành cho những cô nàng rất là thích sự rực rỡ và màu sắc, đó chính là một cái áo thun màu cam. Như thế này thì hơi bị nhàm chán, em sẽ phối thêm đó là một cái áo bằng ren hai dây như thế này, sẽ tạo cho chị thêm sự nữ tính và hiện đại hơn. Kết hợp chung đó là một cái chân váy màu trắng như thế này để cùng tông màu. Và ngoài ra là nó có điểm nhấn là cái phần vải van này. Ơi, có người giao quà nè. Wow. Ủa mà sao chưa thay đồ nữa? Lễ có mấy ngày đâu, phải tranh thủ làm chứ. Làm cái gì? 8 giờ tới nơi rồi, bộ định làm tới 8 giờ rồi trễ thì sao? Trễ gì vậy? Nói gì vậy? Anh hẹn em là 8 giờ đi coi phim mà. Tôi nói là 8 giờ nhớ mở tivi lên coi phim hay lắm. Để trễ là dặn á, dặn mở tivi nè, coi phim chứ đi đâu coi phim nào, thời gian đâu đi coi, tiền bạc đi coi trời. Ủa gì là không phải là hẹn đi chơi Valentine 8 giờ hả? Trời, tỉnh lại giùm, quạt quyết dưỡng não lên nha, không hề có. Không được đâu. Đưa cho Hải giùm. Em chuẩn bị đồ. Quá trời quá đất luôn. Đẹp không? Tính hồng là đẹp.